Cái phần suture là phần chỉ nè. Chỉ thì người ta có thể phân làm hai nhóm, một nhóm là chỉ tan là absorbable, là chỉ tan, và nhóm không tan là non-absorbable. Trong chỉ tan thì người ta là chia làm hai nhóm, một nhóm đó là những cái sợi tự nhiên và thứ hai là các cái nhóm sợi tổng hợp. Sợi tự nhiên thì mình sẽ có sợi collagen hay là gut gut hay là kết gut nè, ví dụ như mình có cái sợi kết gut nè, chỉ kết gut nè, đây là sợi tự nhiên nè mà tan nha. Kết là viết tắt của từ cattle á, là gia súc. À, bên tổng hợp thì mình sẽ có vicrin, monocrin và PDS nè, là nhìn những cái sợi tan mà tổng hợp á nha, PDS nè, vicrin nè, gọi là monosin, là những cái sợi tan tổng hợp. Còn nhóm không tan á, mà tự nhiên á, thì mình có chỉ siêu. Còn sợi tổng hợp á, thì mình sẽ có sợi nylon với sợi rolen hay là propylen. Nylon thì mình có nè, Davylon nè, gọi là nylon ở đây nè. Còn sợi siêu nè, sợi siêu là sợi tự nhiên mà không tan nè. Còn sợi propylen, propylen ở ngoài kia, trong đây không có.